Xin chào mọi người đang xem video trên kênh âm thanh của Trường Phát. Và hôm nay em giới thiệu đến mọi người một bộ dàn ghép bao gồm âm ly của Pioneer MC5MD và ghép với cặp loa của Sony CB505 và cho chất âm rất là bất ngờ. Loa Sony có đường kính bát là 13 nên là cho tiếng bát đánh khá là uy lực. Vâng, với bộ dàn ghép Pioneer MC5MD, âm đi dàn này thì chạy được cổng line in và radio thôi các bác nhé. Chức năng như đĩa thì nó bị đứt dây rồi nên là không ra được, đĩa không hoạt động và chỉ có chức năng là chạy qua line in từ điện thoại, từ TV cắm vào và có cổng quang in dùng cho thiết bị như là TV đời mới hoặc là những thiết bị đầu đĩa có cổng quang in cắm vào là nghe được. Và ngoài ra còn có chức năng như radio FM AM. Đặc biệt là chiếc âm đi dàn của Pioneer này có chế độ đèn nháy đánh rất là đẹp. Và ở bên ngoài nhìn nó đèn nó sáng và nó rất là rõ nét các bác nhé. Đây là em quay nó hơi ánh điện nó hơi bóng nên là nhìn nó không được sắc nét, bên ngoài nhìn rất là đẹp. Volume to nhỏ này. Có chế độ cái đầu âm ly của dàn này nó có 3 cửa đĩa, tuy nhiên là đĩa nó không ra được và dùng nghe nhạc bằng chế độ line in tab FM AM MD. Đây em vừa mở qua chế độ line in các bác nhé, đánh từ điện thoại để test. Đây là chế độ dò đài. Bên dưới nó là hai cửa MD. MD thì cũng không hoạt động được các bác nhé. Bây giờ chỉ dùng line in và quang in radio. Và cái âm đi Pioneer MC5MD này nó là thuộc âm đi của dàn chung. Bộ Pioneer này là bộ rất chất lượng các bác nhé. Nó có cặp loa đi kèm của nó là như thế này này. Đấy, cặp loa này trước em đã bán rồi. Thì có cặp loa của Sony rất là chất lượng nên là em ghép vào để thành một bộ nghe nhạc không kém gì so với cặp loa đi theo dàn nhé. Cặp loa Sony này nó là bát 13, cặp này thì em bán cũng rất nhiều rồi, bát 13 và có màu vân gỗ tươi. Cặp loa Sony còn rất đẹp,
trên 9% các bác nhé, có ý căng đầy đủ. Vâng, giá của bộ Pioneer 5MD này mà nó nguyên bộ rất là đắt, nó thuộc kiểu như là dàn chung công suất lớn và có bộ đèn nháy cực đẹp luôn. Bộ đầy đủ của Pioneer có giá là hơn 2 triệu các bác nhá, 2 triệu rưỡi. Nó là dàn rất là hiếm. Em sẽ quay qua mặt sau. Và cái hình thức của cục âm ly dàn này thì nó không có được đẹp lắm đâu, nó cũng gọi là trung bình. Tuy nhiên là nó còn zin và chất lượng nghe qua cổng line-in rất tốt các bác nhá. Ở bên sườn này có một chút gọi là nó bị vỡ do vận chuyển. Đây, đó là cái vỏ nhựa nên là nó bị sứt một miếng thôi. Đây, thông số của cặp loa Sony CB505. Đây là loa hàng bãi còn đẹp các bác nhá. Loa hàng bãi còn zin đẹp. Đó, cặp loa Sony còn rất đẹp trên 90%. Và đây là thông số của âm ly dàn hãng Pioneer. Pioneer CMC 5MD này là sản xuất tại Nhật nhé, Made in Japan, chạy điện 100V, công suất rất lớn nhé, công suất 98W. Nên là đánh cặp loa Sony này rất là căng, đánh tốt luôn. Đây em đang cắm cổng line để nghe nhạc, trên này có đường quang in này. Đó, các bác nghe từ TV xuống thì có thể cắm vào đường line-in, quang-in để nghe nhé, nhạc. Đây là cầu bắt loa. Và bên tay phải đây, đó là dùng cho FM đấu anten vào. Các bác bắt radio thì cắm anten đấu dây vào đây là bắt được radio nhé. Vâng, âm ly dàn rất là công suất rất lớn và chất lượng, hình thức mặt trước rất là đẹp. Đây là bộ kết hợp nghe nhạc giữa Pioneer và Sony rất chất lượng, nghe hay và bày đẹp. Bạn nào thấy được thì liên hệ với em qua số điện thoại 0935 668 698. Em ở Đông Anh, Hà Nội. Và các bác ở xa em sẽ ship hàng toàn quốc khi là có cọc. Và giá bán em nói luôn, đó là 1.350.000. Giá bán chưa bao gồm phí ship các bạn nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.